Thánh Khư tập 53 Đúng bây giờ vừa thấy mặt Tề Hoành Lâm liền lên tiếng xin lỗi Trực tiếp thở dài Nói rằng đứa cháu trai của lão ta là Tề Thịnh Ngày thường thì tự phụ Lại thêm lão ta bỏ mặc không dạy bảo hắn Kết quả bây giờ ủ thành cái đại họa rồi Nếu như thực lực của ta không đủ Lần này sẽ chết ở trong tay của hải tộc rồi Sở phòng nói Tề Hoành Lâm tự nhiên biết Đơn giản một lời xin lỗi cũng không thể giải quyết được vấn đề đây chính là đường đường sở ma vương cháu trai của lão ta lại chọc tới trên đầu của hắn muốn hại chết hắn viện nghiên cứu tiên tần chúng ta luôn luôn thích khảo chứng hướng đi của lịch sử khai quật lên di tích nghiên cứu các loại trần tướng của truyền thuyết thần thoại qua nhiều năm như vậy cũng đã đạt được một chút vật ly kỳ cổ quái lần này muốn nhờ sở phong tiểu huynh đệ đánh giá cho một phen mặc dù là muốn chảy máu ra đưa đồ cho sở phong nhưng bản thân của lão ta cũng có thể nói uyển chuyển đến như vậy đấy. Tiểu Hoành Lâm lấy ra một cái rương nho nhỏ, rất xưa cũ. Sau khi mở ra, lấy ra mấy bó thẻ tre nhỏ, mang theo hơi thở bụng nát và phế tích tuyến nguyệt loang lộ. Lúc đào được thứ này, bảo tồn không tốt, liền lập tức sẽ nát mất. Sở phong nhìn mà kinh ngạc. Đây chính là sách cổ trong truyền thuyết thần thoại mà bọn họ muốn đưa cho hắn sao? Hắn nhận thấy đi nhìn kỹ lại bên trong này ghi lại một vài nhân vật thần thoại, cũng mơ hồ miêu tả những đại năng lực giả trong đó phun ra nốt vào yên hà, chú trọng tiết tấu hô hấp. Nhưng mà cái này không có tác dụng gì với hắn hết. Ta mặc dù đã có hứng thú với trần tướng của lịch sử và truyền thuyết cổ đại, nhưng là cũng còn chưa tới mức xem nó quý trọng như tiếng mạng đâu. Sở phong nói, Tiểu hữu đừng có nóng, ngươi nhìn cho kỹ đi, trên thẻ trúc này có nhắc tới một món bí bảo, Xanh xưng uy năng cường đại, có thể cắt đứt sinh vật cấp thần tiên đấy. Tiêu Hoành Lâm rất có kiên nhẫn, giải thích ghi chép bên trong thẻ tre cho Sở Phong. Văn tự cổ đại bên trên này, người bình thường cũng không biết được. Trên thẻ trúc có nhắc tới một vật, có thể chém yêu ma, trừ quỷ quái, thậm chí cắt đứt thần thể thần tiên, uy năng kinh người, dẫu ở giữa thiên địa. Theo suy đoán của Sở Phong, đó là một kiện binh khí. Hơn nữa nhìn uy lực thì cực kỳ mạnh mẽ. Ở thời cổ đại thì được cực kỳ tôn sùng. Dựa theo chữ viết bền trên thẻ trẻ nói, nó có được uy năng khó lường. Ở đâu? Sở Phong lại hỏi. Hắn biết, đối phương không có khả năng cầm một truyền thuyết đến lắc thư trước mặt hắn, khẳng định là có manh mối, biết kiện binh khí này chôn ở nơi đâu. Nhưng mà hắn cũng có thể nghĩ đến, có tám phần là chỗ đó rất nguy hiểm. Nếu không gia tộc này, làm sao lại lấy ra được cho hắn chứ? đã sớm tự mình đi thấy rồi. Chôn ở một chỗ sông linh núi tú. Tề hoành Lâm chậm chậm nói. Không lấy tới đây thì át hẳn chỗ đó phải vô cùng nguy hiểm rồi. Sở phong lại nói. Cái này khiến cho tề hoành Lâm rất là xấu hổ. Đúng là như thế. Hơn nữa, vật đó có thật hay không cũng còn chưa chắc chắn. Nếu không sao có thể đưa cho sở ma vương. Trên thực tế, nội bộ bọn họ đã từng luận chứng qua thứ này mặc dù cũng là hẳn bị người ta lấy mất ở phía sông núi đó cũng không tồn tại loại bình khí trong thần thoại này các người suy đoán nó ở đâu sở phong lại hỏi lòng khí bốc hơi hổ sát ngừng tụ một trong vô thổ ở gần nhau địa thế cũng chỉ có một chỗ tiệp hành tâm kẽ thở dài núi đồng hổ sao sở phong chợt nhíu mày không tệ ở tổ đình của đạo giáo cũng chỉ có loại địa phương đó mới có thể trôn giấu cổ vật thần bí này tề hoành đâm tiếp tục nói bất quá thể tre bị hao tồn quá nhiều thiếu thốn rất nhiều chỉ nhắc tới một kiện bình khí trong thần thoại nhưng không có ghi chép kỹ càng về hình dáng của nó sở phong độ ra sắc mặt khác thường nếu như bên trong tổ đình của đạo giáo có chôn bình khí Vậy đúng là khủng bố rồi tuyệt đối có uy năng phi phạm chôn ở bên trong loại tổ điện như thế này khiến cho người ta suy tư vô tận nhưng rất nhanh, hắn đã lạnh lùng nói. Hãy cũng biết, bây giờ Long Khổ Sơn cực kỳ nguy hiểm, trên rất nhiều thú vương. Người nói cho ta một tin tức như vậy là có ý gì? Sở phong sắc mặt lãnh đạm. Hắn cũng biết, các tổ chức lớn như Viện Nghiên cứu Tiên Tần, Bồ Đề Cơ Nhân, Sinh vật Thiên Thần, Địa Hoại Văn Minh đều là từng tiến tới đánh núi Long Hổ, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Chỗ đó cũng không biết là đã, đã chết bao nhiêu thú vương. Cứ nghe đồn trên núi có cổ quái, không xuống được. Càng người muốn mượn thoại hiểm địa như núi lòng hồ dụ dỗ ta đi chịu chết phải không? Hắn cất cao giọng nói. Sợ phong tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm. Ta chỉ đang muốn nói cho người chỗ đó có bí bảo thôi, tuyệt đối không có ác ý đâu. Tiểu hoành tâm lắc đầu liên tục. Cuối cùng càng đàn nói thẳng ra, muốn hợp tác với hắn, cùng nhau tiến đánh núi Long hồ. Sở phong cười đánh đồng nói, các người mưu tính hay lắm. Sở phong tiểu huynh đệ, ta không phải đang nói giỡn đầu, mà là thật sự muốn liên thủ với người. Bởi vì cái chỗ đó quá quan trọng, hải tộc lộ ra tin tức, ngay cả bọn hắn cũng để mắt tới chỗ đó đấy. Tiểu hành lâm nói thật rõ, bây giờ tổ đình của đạo giáo, cồn luân, tổ địa của Phật môn, phong thiền chi địa, những địa phương này là mấu chốt nhất. Ngay cả hải tộc đều đỏ cả mắt, có phải cường giả đã lên bờ, muốn tới tranh đoạt đấy. Lão ta tiến một bước nói, tương lai tất sẽ có đại chiến, nhưng chỗ như thế này chắc chắn có dấu bí mật lớn, cần phải nắm giữ trong tay. Sở phong vốn đã nhằm vào núi Long Hổ, bây giờ nghe lão ta nói như vậy, một trận hồ nghi. Hai tộc còn muốn đại tấn công sao? Vì biểu đạt thành ý, ta nói cho sở phong tiểu huynh đệ một tin tức cực kỳ trọng yếu, đó là thiên địa sắp kịch biến thêm một lần nữa, cần phải sớm đánh chiếm một tòa danh sơn cho thỏa đáng, tốt nhất nên chọn những chỗ như là tổ đình của đạo gia như vậy. Ta cũng biết thiên địa lại sắp biến đổi một lần. Sở phong bình thản nói, hắn nhìn về phía từ hoành đâm nói tiếp. Cái thẻ tre rách này chính là thành ý của các người sao? Cái gọi là cổ tịch trong thần thoại cũng không gì hơn cái này. Chuyện này với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa thực chất. Ta còn chuẩn bị một món lễ vật lớn cho tiểu huynh đệ đây. Tề Hoành Lâm bất đắc dĩ cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ, dài khoảng một thước. Sau khi mở ra, bên trong có một cây màu nhỏ màu bạc, dài gần bằng một chiếc đũa. Nó gần quàng đóng lánh, cực kỳ là sắc bén. Sở phong trong lòng hơi động, vận dụng năng lượng tinh thần. Ông nhỏ màu bạc lập tức vèo một tiếng vọt lên, xoay quanh trong phòng. Cuối cùng phùng một tiếng, đâm thủng vách tường sắt thép dài vài thước. Cũng không tệ. Sở phong gật đầu, trong lòng vui sướng, cái mâu nhỏ màu bạc này cũng không tệ hơn phi kiếm màu đỏ thắm của hắn, có thể có phẩm chất còn cao hơn một chút. Trái tim của tề hoành đâm đều đang chảy máu. Bình khí này đã do bọn hắn khai quật ra từ trong di tích dưới lòng đất, đã sớm biết nó rất bất phàm, là thần binh đời khí cùng loại với phi kiếm. Nhưng mà không có một ai trong số bọn hắn có thể vận dụng, không có ngự kiếm thuật. Lần này cũng đã bị buộc bất đắc dĩ cuối cùng mấy đem đó đưa cho sở phong. Viện nghiên cứu tiên tần không thẹn với kỳ danh, quan nhân thu thập được một số đồ cổ hy hữu. Chỉ không biết là cổ tình trong truyền thuyết thần thoại đó còn nữa hay không. Sở phong lại nói tiếp. Cái mâu nhỏ màu bạc này cũng không thể thỏa mãn tiểu huynh đệ sao? Trước đó người liên hệ với ta, nói là có cổ tịch trong thần thoại, nhưng cái thẻ trẻ rách này cũng không phải. Ta suy đoán là có cái gì khác chứ? Sở phong nói tiếp hoàn toàn chính xác là có một vật rất hiếm lạ. Vậy thì cùng nhau đưa cho sở phong tiểu huynh đệ đi. Tiểu Hoành lâm lấy ra một khối ngọc thạch trông rất cổ xưa, không có màu sắc gì. Vừa nhìn thì biết đó chính là cổ vật. Tiểu Hoành lâm nói, đây cũng là sách làm bằng ngọc thạch trong truyền thuyết thần thoại. Hẳn là có ghi chép các loại đạo pháp, nhưng một khối này chỉ có một đạo vết tích của giao long, rất đáng tiếc lại không có văn tự. Thứ này cực kỳ bất phàm, là năm đó tìm được từ trong đáy biển sâu. Chúng ta đều nhất trí cảm thấy nó rất là bất phàm, nhưng lại không có nghiên cứu ra được cái gì. Hôm nay đưa cho tiểu hữu xem như là một phần thiện duyên. Hy vọng sẽ chúng ta có thể là biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiểu hành Lâm nói. Sợ phong chiếm được vào trong tay, nhìn kỹ lại, phát hiện bên trong ngọc thạch cũng là có một hư ảnh giao long, sau đó cũng không có chỗ đặc biệt nào khác. Hắn cũng nghiên cứu một phen, không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Sở phong tiện tay chụp ảnh Ngọc Thạch, trực tiếp gửi cho Hoàng Ngưu, cũng nói rõ tình huống của nó, để cho nó hỗ trợ suy nghĩ một chút, thứ này có hữu dụng hay là không. Hoàng Ngưu gần như trả lời hắn ngay lập tức, giống như là rất cấp bách, bảo hắn nhất định phải cắt chỗ kỹ. Sở phong bất động thành sắc, thu hồi với Ngọc Thạch, thông qua điện thoại hỏi nó, đây là cái gì? Hoàng Ngưu nói, hey, tuyệt đối không nên làm mất, Thứ này có lai lịch rất lớn, có thể là một loại truyền thừa, kỳ đại truyền pháp thời cổ đại, tiết tấu hô hấp vân vân. Sở phong trật kinh ngạc, thời kỳ rất xa xưa trước kia, các loại quyền pháp tiết tấu hô hấp đều được cắt vào bên trong những khối ngọc thạch, hoàn toàn chính xác có thể xưng là sách cổ thần thoại. Hoàng Ngưu cũng hoài nghi, đây có lẽ là bảo vật hy thế, giống như là truyền thừa của một chi mạch nào đó mà nó biết để lại. Hơn nữa, nó đã chuẩn bị khởi hành sẽ lập tức tới thành phố Thuận Thiên. Sở phong không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì trường hợp không đúng, tránh cho bị tề hoành lâm phát hiện ra cái gì. Hắn cất điện thoại vào, tề hoành lâm tuổi tác lớn như vậy, lại ngang hàng luận giao với sở phong, Dường hồ hắn là tiểu huynh đệ, rất là tự nhiên, một chút cũng không có cảm giác xấu hổ. Ta cũng không nhìn ra lai lịch của thứ này, có lẽ nó chỉ là một khối ngọc cổ bình thường thôi. Sở phong nói. Sau đó thì hắn bình tĩnh cười cười Hỏi phải trang viện nghiên cứu tiên tần Có những vật hiếm lạ khác Hắn có thể tiếp tục trợ giúp giám định xem Nhìn xem lai lịch của bọn nó Tiểu hành lâm Hoàn toàn không còn gì để nói Lục lão ta tặng đồ cũng nói như vậy Đưa cho sở phòng đánh giá Cũng rất là thẳng thắn Chờ một bậc thăng thi xuống cho phe mình Nhưng bây giờ đối phương cũng thẳng thắn như vậy Vì muốn tiếp tục sở công phu sư tử ngoại sở phong tiểu huynh đệ khối ngọc thạch này rất là quan trọng đấy có thể xưng là một khối côi bảo hiếm thấy chúng ta mặc dù nghiên cứu không thấu nhưng lại có cảm giác nó mười phần phi phàm nhưng cho người là vì muốn kết thiện duyên thôi tiểu hoành lâm vẻ mặt chân thành nói ra sở phong bất vì sở động những lão gia hỏa bên trong đại tài việt đi ra này ai cũng rất là hòa nhã nhưng tới lúc nền động thủ một người hung ác hơn một người đào đào đều thấy máu bây giờ hắn chiếm thế thượng phong, có thực lực mà thôi. Nếu không đoán chừng sớm bị viện nghiên cứu tiên thần ăn sống nuốt tươi từ, từ lâu, nhưng mà đã dùng công phu sư tử ngoạm, sao hắn có thể vội vàng thu tay lại như vậy? Dù sao đối phương nghĩ rằng đây chính là một vụ dọa dẫm bắt chẹt, vậy thì làm triệt để một chút đi. Người nói của Ngọc Thạch này là sách cổ thần thoại, nhưng mà ai biết được, dù sao ta cũng nhìn không thấu, với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì đã như vậy vậy thì trả ngọc thư lại cho ta đi ta sẽ đưa tiểu huynh đệ một món đồ vật khác tề hoành lâm thở dài nói sở phòng cảm thấy đau rằng đau gia hòa này đang cố ý nắm hắn hiển nhiên suy đoán hắn sẽ không trả lại khối ngọc thư này nếu những người để tìm ra một ít cổ vật tương tự như ngọc thư này chuyện lần này liền triệt để bỏ qua rồi sở phòng nói tiếp hắn cũng đã cảm thấy viện nghiên cứu tiên tần vẫn luôn kiểm tra tính chân thực của lịch sử, đào móc di tích dưới mặt đất, nghiên cứu truyền thuyết thần thoại, hẳn là có một chút vật tương tự. Thậm chí có thể nói, trong thiên hạ hôm nay, nếu như nói ai cất giữ nhiều cổ vật quý hiếm nhất, hẳn là không có thể lực lớn nào vượt qua tổ chức này. Tiểu Hoành Lâm mỉm cười nói, cái loại ngọc thạch này, đừng nói là viện nghiên cứu tiên tần, trong thiên hạ cũng không tìm ra bà đến nằm khối, đây là sách cổ trong truyền thuyết thần thoại, rất là khó lường đấy. Vậy thì quyết định như vậy đi, đưa cho ta năm khối sách cổ bằng ngọc thạch này. Sở Phong mở miệng nói. Tiểu Hoành tâm ngạc nhiên, cảm thấy đau xa dày. Lão ta nói cả thiên hạ này cũng không tìm được trà bà đến năm khối. Tiểu tư này liền nhắc tới, còn số lớn nhất mà chọn rồi. Không có đâu. Lão ta rất khoát từ chối, căn bản cũng không thể đưa thẳng nhiều như vậy tề lão mới nãy người nói thế gian này hẳn là có ba đến năm khối bây giờ cũng đừng có trẻ giấu nữa sở phong không hé miệng kiên quyết cắn chặt mà yêu cầu tề hoành tâm lắc đầu nhiều lần tỏ rõ lần này là vì kết thiện duyên cho nên mới đem sách cổ bằng ngọc thạch trần quý nhất đưa lên viện nghiên cứu tiền tần cũng không có khối thứ hai lần này tại thiếu chút nữa là chết trong tay của cường giả hải tộc tề lão người cảm thấy lấy một cái màu nhỏ dài bằng chiếc đũa với một khối đá vụn tới là có thể đền bù cho ta sao? Sở phòng nói tiếp. Tiểu hoành lâm liếc xéo hắn. Sao mặt của tiểu tử này quá dài rồi? Cũng không cảm thấy ngại khi nói là kém chút nữa chết ở trong tay hải tộc sao? Rõ ràng là người ăn tươi người ta. Đồng thời, trên bông màu, màu bạc đó sao có thể dùng lớn nhỏ để mà đánh giá giá trị của nó chứ? Đây chính là côi bảo trong truyền thuyết. Có thể sánh ngang với phi kiếm thật sự muốn thả ra rất nhiều đại tài việt đều muốn đánh nhau vỡ đầu để tranh đoạt ấy hai người có kè mặc cả một phen tề hoành lâm nói thật sự là lão ta biết còn có một khối ngọc thạch ở chỗ nào nhưng điều kiện tiên quyết là sở phong có khai quật được khối ngọc thạch đó ra hay không sở phong lộ ra sắc mặt khác thường hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy rằng đối phương cũng không có triệt để cự tuyệt hắn bây giờ quả nhiên lộ ra mánh khóe đây là muốn mượn tài hắn làm việc sao tinh nhiên là viện nghiên cứu tiên tần dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi hắn đạt được khối ngọc thạch thấy rõ bí mật trong đó mà còn có thể hợp tác với bọn họ lão giao hòa này rồi có lòng tin sao sở phong cảm thấy mười phần cổ quái sở tiểu huynh đệ ta mang theo thành ý mà đến thiền thư làm bằng ngọc thạch thời thượng cổ đã đưa cho ngươi nếu ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo có thể tới viện nghiên cứu tiền tần giải đáp nghi vấn cho chúng ta. Nó không chừng chúng ta thật sự có thể cùng nhau tìm tới khối ngọc thạch thứ hai. Đến cuối cùng, Tiểu Hoành Lâm thu lại ý cười, trực tiếp nói. Anh nhiều lần bày tỏ lòng chân thành, hy vọng có thể cùng nhau kiếm lợi. Nhưng mà như vậy, lại làm cho sở phong lồng mày cao lại, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện. Viện nghiên cứu tiền tần các ngươi đem đã đánh chiếm một tòa xanh sơn. Đến lúc đó, cho phép ta đi lên núi tu luyện một khoảng thời gian. Nếu như vậy, ta có thể cân nhắc tiến một bước hợp tác với các ngươi. Nếu như vậy, thì bản thân của ta lên núi cũng không lâu lắm, mười ngày nửa tháng như vậy là đủ rồi. Cuối cùng Sở Phong đưa ra một cái điều kiện như thế. Hắn muốn mượn gà đẻ trứng, lợi dụng dị thổ trân quý bên trên sành sơn để trồng hạt giống bên trong hộp đá. Tiểu hành Lâm suy nghĩ, cảm thấy cũng không có gì chờ hái xong trái cây thần thánh quan trọng nhất, sau đó lại báo cho sở ba phương là được, liền gần đầu đáp ứng. Cuối cùng thì bọn hắn lại nói tới hải tộc. Tiểu Hoành lâm nói, sau đó trên lục địa, dân có thể sẽ có chiến loạn, một vài cơn giả của hải tộc chắc chắn sẽ phải lên bờ. Đây vẫn chỉ là cháu của lão ta nói, tề thịnh lấy được một bộ phận tin tức trong miệng của Bạch Long, Đi đến tình thế có lẽ càng nghiêm trọng hơn trong lúc hai người đang trò chuyện với nhau. Ở trong chỗ sâu trong đông hải, một ngọn núi nhỏ đang di động, tốc độ rất nhanh. Theo sóng vượt gió, mang theo bọt nước ngập trời, quấy động cả đại dương mênh mông. Nhìn kỹ trở lại, đây là một con rùa biển to lớn, dài chừng vài trăm mét, giống như là một hòn đảo nhỏ, không lâu dọa người. Lúc nó bơi đi, sóng lớn cuồn cuộn trôi. Cuối cùng nó đi vào bên bờ đông hải. Trên bay rùa như một ngọn núi nhỏ, có một ít người bay ra xa vài trăm thước. Từng người từng người thực lực cường đại, lại đáp xuống ở trên bờ biển. Trong số những người này, những người cầm đầu là một cô gái, có mái tóc dài màu xanh nước biển ngang eo, bóng loáng và mềm mại. Sợi tóc thì phấp phới, tỏa ra từng tia sáng lóng lánh. Cô gái này được xương tụng là băng cơ ngọc cốt, dùng bạo huynh thành. Cô ta lăng không phi hành, vượt qua ngàn mét xa mà không ngã, còn đang tiến lên tiếp vượt qua những người phía sau. Cô ta xinh đẹp đến mức có chút không trần thực, phải áo vảy phấp phới, giống như là quảng hàn tiên tử đi vào trần gian, ngự không bà tới. Lại hoành độ hư không rất xa, cô ta mới đáp xuống mặt đất, nhìn qua lục địa rộng lớn, trong mắt phát ra hào quang sáng lặng, khẽ nói. Tổ đình của đạo giáo, tổ địa của Phật môn, cồn luân, phong thiền chi địa nên làm ra lựa chọn rồi. Đây là những ngọn sành sơn rất lớn, Giọng nói của cô ta nghe ra rất nhẹ nhàng Nhưng mà những người đuổi theo tới phía sau Đều mang theo vẻ kính sợ Lấy cô ta cầm đầu Muốn bắt đầu chinh chiến danh sơn trong thiên hạ Cùng lúc đó Bên trong Nam Hải Có sóng lớn ngập trời Còn có một người nam tử ra người thẳng tắp Màu da lúa mì long lánh trong suốt mái tóc màu đen xõa dài Đạp ở trên đầu ngọn sóng lớn Cao mấy chục mét Mà phóng cực tốc đi gã có thể khống chế được đại dương mênh mông, song lớn cuốn quanh eo của gã, hướng về bờ biển xa xôi mà đi. Nam tử thể phách cường kiện, ở giữa mái tóc đen dài, có một cái sừng thú. Cả thà rất là anh Tuấn, còn người sáng lạng. Lúc này ha ha cười lớn mà nói, ta là người đầu tiên lên bờ sao? Ta muốn làm lên sành sơn tốt nhất, lòng khổ sơn, đại lội âm tự đều là lựa chọn rất tốt. Trên thực tế, ở chỗ sâu trong đại dương nhiều chỗ cũng không thể bình tĩnh có cảnh tượng thần dị phát sinh có chỗ thì xuất hiện cự thú có chỗ thì hiển hiện thần nhân trong biển thậm chí ở bên trong đại tây dương ở một hải vực nào đó đang nổi sóng sau đó nước biển tách đôi ra có một cái địa bay màu bạc vọt lên đây chính là sản phẩm công nghệ cao kinh người phóng về phía lục địa thành phố thuận thiên cầu đặc bộ nguyên cổ tèo khoanh lâm đứng dậy tự mình đưa sở phong đi ra phía ngoài. Lão ta rất là khách sáo, vừa đi vừa trò chuyện với sở phong. Cuối cùng lúc chia tay, còn nhắc lại một lần nữa. Viện nghiên cứu Tiên tần rất là muốn hợp tác với hắn, đánh chiếm một tòa danh sơn. Sở phong đi ra xa, vừa đi vừa suy nghĩ, sâu sắc cảm giác được viện nghiên cứu tiên thần không hề đơn giản rồi. Hắn đi thẳng về nhà, bắt đầu nghiên cứu khối ngọc thạch này, đếm thử đủ kiểu, mấy lần lấy tinh thần lực mạnh mẽ tìm tòi mà nghiên cứu nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thu hoạch được gì. Hắn nghi ngờ mà nhìn, chẳng lẽ là đồ giòm sao? Thế nhưng mà, sao hư ảnh của Giao Long ở trong đó lại cho hắn một cảm giác rất kỳ dị? Cái này hoàn toàn là một loại trực giác. Hắn cho rằng khối ngọc thạch này, hẳn ta có chút bất phàm đây. Ba ngày sau, Hoàng Cầu tới từ tây bộ của máy bay tới thuần thiên, có thể nói là phong trần mệt mỏi, cực kỳ là cấp bách đại hắc ngưu cũng theo tới nó sự phong cách ăn mặc như cũ tóc chảy vuốt ngược ra sau mang theo kính trầm lớn ngậm một cây xì gà lớn như củ cà rốt cái loại hoa trang này nhìn giống như là một tên du côn đầu đường xó chợ khiến cho người qua đường nhao nhao ghé mắt mà nhìn nếu không phải hoàng Thư thực sự xinh xắn đi cùng một chỗ hoa hoãn một chút khí chất vô lại của nó thì đoán chừng người qua đường đều sẽ tránh né không dám tới gần bọn nó Chú ý thiên, cái tên vương bát đản này hẳn lại đang ở thuận thiên chứ gì. Lần này ta nhất định phải đánh cho hắn ta một trận tơi bời hoa lá, đánh tên ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Đại hắc ngưu ngậm si ca lầm bầm nói, bị tung tin đồn là thầm mến bạch xa, nó kim đến một bụng tức giận rồi. Rốt cuộc bọn nó đi vào bên ngoài ngọc hư cung, về bên ngoài này của đại hắc ngưu suýt chút nữa, khiến cho đám sĩ nhân ở chỗ này kéo coi báo động, hồ to có địch tập kích. Bởi vì bất luận là tướng mạo hay là ngôn ngữ của nó đều không giống nhìn là một người tốt. Sở Phong nhận được tin tức mà Hoàng Cầu cười cho hắn. Trước tiên vọt ra, dẫn bọn nó đi vào trong, nhưng không dám dẫn vào trong nhà mình. Sở Đại Hắc Cầu nói hưu nói vượn lung tung. Bởi vì gia hỏa này vừa mới nhìn thấy lục thông, thế mà vỗ vỗ bả vai của lão đầu tử, tùy tiện hồ đại huy thể, đầu đến lão đầu nhe răng nhách miệng. Nếu thì Đại Hắc Cầu chạy tới nhà của hắn, Hồ Phương Tĩnh là đại tẩu, Sở phong sẽ buồn bực vớt chết. Dù sao thì ra hỏa này, cái chuyện điên rồ gì cũng dám làm rồi. Hoàng Ngưu Sơm đã chở không nổi nữa, vừa mới đi vào trong phòng luyện công bịt kín của Ngọc Hư Cung, thì hai mắt tỏa sáng lên, kêu Sở phong nhanh nhanh lấy khối ngọc thạch ra. Sở phong phấn chấn, ánh mắt của Hoàng Ngưu tình tưởng cỡ nào, hắn cũng biết, ngay cả sao hỏa này đều coi trọng khối ngọc thạch, đủ để chứng minh nó có chỗ rất vi phạm đồ tốt, đồ tốt. Hoàng Ngưu lấy tay phụ phụng Ngọc Thạch, cho ra đánh giá như vậy. Dựa theo lời nó nói, cuối cùng Ngọc này rất thích hợp để khắc xuống truyền thừa. Trong con mắt của nó bắn ra hai đạo kim tuyến, nhìn chăm chú hư ảnh giao long bên trong khối Ngọc Thạch. Đến cuối cùng, Hoàng Ngưu kích động kêu to lên. Giống như ta tưởng tượng, chúng ta có lẽ có thể gom góp được một thuật pháp vô địch. Sở phong vừa nghe xong, đầu tiên là kinh hỉ sau đó lại nhíu mày. Đây là một bí mật vô địch, nhưng mà lại cần phải gom đủ. Đó có phải là nghĩa là hiện tại cần tan khuyết này thiếu quá nhiều không hả? Đại hắc Cầu có vẻ khá ưng vấn, truy hỏi Hoàng Ngưu rốt cuộc nó là bí thuật gì lại khiến cho nó kích động như thế. Truyền thừa vô cùng cường đại, nếu thực sự nắm giữ được nó sẽ làm thực lực của chúng ta tăng mạnh. Hoàng Ngưu vui vẻ cười nói. Bộ dáng hiện tại của nó là một bé trai đáng yêu vụ bẫm, độ năm sáu tuổi, tóc dài kìm sắc, mắt đỏ lấp lánh, toàn thân rất có linh tính, khi tươi cười vô cùng sáng lạng. Đại Hạ Cừu nhật lấy khối ngọc thạch, giống như là vô cùng vô lại mà cướp kẹo từ tay của đứa trẻ con, nhắm kinh rầm xuống, vuốt ngược tóc ra sau, miệng rộng cười ngây ngô, nhìn chăm chăm khối ngọc thạch. Nhưng cuối cùng, nó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ngoài một hư ảnh rau lòng ra, nó chẳng phát giác ra truyền thừa nào hết. Loại truyền thừa này thật thú vị, người bình thường không kích hoạt được lạc ấn ngọc thạch đâu. Hoàng Ngâm ngẩng đầu lên, lồng bi dài chớp động, hiện lên vẻ mặt nghịch ngợm. Là ai lưu lại thế? Suốt cuộc nó mạnh đến mức nào? Sở phong lại hỏi. Không kém ngưu mặc quyền đâu, quyền pháp rất là cổ đấy. Nếu nắm giữ được nó, đánh đầu sẽ thắng đấy, không gì là càn đổi. Hoàng Ngông vuốt ve khối ngọc thạch rồi nói sợ phong nghe xong ngẩn ra Ngư ma quyền quả thực rất mạnh nhưng hẳn lạc chẳng dính dáng gì đến phù địch thuật cả đại hắc ngưu cũng hoài nghi lộ ra vẻ khó hiểu nó cũng tu luyện ngưu ma quyền đích xác là mạnh đến kinh người rồi nhưng mà muốn so với đẳng cấp của quyền pháp phù địch thế gian thì là hơi quá các người không hiểu đâu hoàng ngưu mỉm cười nói đại hắc ngưu không khách sáo trực tiếp tát cho nó một tát mà nói nghe con nói mau hoàng ngưu trừng mắt nhìn đại hắc ngưu hiện giờ nó không sợ đại hắc ngưu nữa không giống như trước đây bị bắt nạt nhưng là không làm gì được hiện tại nó tuyệt đối có thể đánh trả thậm chí là đánh cả đại hắc ngưu đấy trong khối ngọc thạch này còn có ghi lại giao ma quyền hoàng ngưu nói hơn nữa còn tỏ ra thần thần bí bí chớp chớp mắt to tâm tình tốt đến cực điểm sở phong vừa nghe tức các cắn chặt răng Hoàng ngưu rốt cuộc là yêu thích chữ hoa này đến mức nào đầu tiên là ngưu ma quyền hiện tại là tới giao ma quyền hắn có chút hoài nghi tại thế giới tỏ lớn kia hoàng cưu có xuất thân ma đạo nếu không tại sao lại tôn dùng loại truyền thừa này ta thì cảm thấy năm giữa ngưu ma quyền là đủ rồi dù sao cũng là quyền pháp cùng đẳng cấp luyện thêm giao ma quyền cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu đại hắc ngưu nói hoàng ngưu mỉm cười nói nếu ta nói với các người rằng sau khi luyện thành ngưu ma quyền, lại luyện tiếp ra ma quyền, có thể làm cho uy lực của hai loại quyền pháp đều tăng mạnh. các người có tin không? nghe tới chỗ này, không riêng gì đại hắc ngưu trợn tròn mắt trâu, sở phòng cũng giật cả mình, do so hỏi tình hình cụ thể của chuyện này, sao có thể như thế? luyện hai loại quyền cùng nhau, có thể tăng thành và làm uy lực tăng mạnh. nếu điều hoàn toàn hợp nhất với nhau, thì càng kinh người hơn, khiến cho chiến lược tăng cấp bội. Hoàng Ngưu chậm chậm nói, ta muốn đến vậy à? Đại Hạc Ngưu kinh hãi, hai mắt sáng lên, nó thực sự là kích động rồi. Nếu luyện thêm một loại quyền pháp, lại có thể làm thực lực của bản thân tăng vọt, chẳng phải là vô cùng chấn động sao? Sở Phong hỏi vì sao hai loại quyền pháp này lại có thể hợp nhất với nhau? Chúng có dính dáng đến nhau sao? Đúng thế, chúng có liên hệ chặt chẽ đấy. Hoàng Ngưu gật đầu, nói với hai người bí mật đầu tiên đại lực ngưu ma quyền trước kia có một cái tên cổ rất vang rồi có thể làm kinh sở tứ phương gọi là bình thiên ngưu ma quyền mà xưa kia sao ma quyền có tên gọi là phục hải giao ma quyền đồng thời còn có một loại quyền pháp cổ xưa khác tên là hỗn thiên bằng ma quyền ba loại quyền pháp đều có xuất xứ từ nhất thể sở phong nghe xong hồ nghi sau khi nghe giới thiệu hắn cảm thấy có chút quen tai tục trên trang tổng cộng có bảy loại quyền pháp mỗi lần luyện thành một loại quyền pháp sẽ giúp ủy lực của quyền pháp ban đầu tăng vọt. Mỗi lần hợp nhất chúng với nhau đều có thể giúp thực lực của bản thân tiến bộ vượt bậc. Hoàng Ngưu giải thích một cách tỉ mỉ. Ở thế giới kia của bọn họ, từng có mấy người may mắn chiếm được bốn loại quyền pháp, thành công hợp nhất chúng. Trong cung cấp chiếm người ta có thể thành đối thủ của người đó. Sở phong cẩn thận lắng nghe, cuối cùng càng thêm hoài nghi hỏi. Người đừng nói với ta Lợi quyền pháp thứ nhất là hầu quyền đấy nhá. Không phải không phải. Lợi quyền pháp thứ tư thật truyền mất rồi. Hoàng Cưu lắc lắc đầu. Sở phong thì lộ ra vẻ mặt khác thường. Bình thiên ngưu ma quyền, phục hải ra ma quyền, hỗn quyền thiên băng quyền. Cái thứ tên này cũng khiến hắn không nghĩ nhiều không được. Nếu một số từ mấu chốt trong những quyền pháp này tổ hợp lại cùng đại thánh, vậy thì thật là náo nhiệt. Sở phong lẩm bẩm nói, đại hắc cưu sống ở thế giới này rất lâu rồi lúc này cũng là trợn mắt há mồm nói bình thiền đại thánh phục hải đại thánh hỗn thiền đại thánh hoàng cưu gật đầu nói đúng thế các người nói rất có đạo lý bởi vì đích xác từng có người hoài nghi nhưng quyền pháp này là cấp đại thánh cái gì mà hoài nghi người nói xem có thể thiền đại thánh không Sở phong hỏi bởi vì chuyện này quá yêu tà chưa từng nghe qua bên kia chúng ta chỉ có bốn loại quyền pháp. Hoàng Cửu lắc đầu, đồng thời nói, rất nhiều người thật sự hoài nghi, đó là những quyền pháp cấp đại thánh. Rốt cuộc thì bảy loại quyền pháp coi là địch gì thế? Là đám người ngưng ba, ba vương, xào bà vương, bằng vương khai sáng sao? Sở phong tiến thêm một bước mà hỏi. Hoàng Cửu lắc đầu, phủ quyền đoán đoán này. Nó nói với hắn, quyền pháp mọc ra từ trong đất. Ta muốn đập cho người một trận bây giờ sở phong nói quyền pháp sao lại mọc ra từ trong đất chứ ừm chính xác là một cây cổ thụ thần bí sinh ra nó tên là thánh quyền thụ nó mọc rễ nảy bầm ở một mảnh đất rất lớn nó mọc ở đó cuối cùng chia làm bảy cách trả cây bị bảy sinh tinh khác nhau bẻ gãy mỗi người nhận được một loại quyền pháp khác nhau hoàng cư nói rất là nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của nó bộ dạng vô cùng trị trọng sở phong không còn lời gì để nói Đại Hạc Ngưu cũng trợn mắt há mồm. "Mày loại quyền pháp cổ làm bọc lên từ trên cây sao? Sở Phong do so dự một hồi, cuối cùng có nên đấm cho Hoàng Ngưu một trận không? Chuyện này quá là bất hợp lý đi, nhưng nhìn dáng vẻ của nó lại chẳng giống đang nói bà xã chút nào. Hoàng Ngưu nói tiếp, các người đã gặp thánh thủ luyện binh ở núi Côn Lôn rồi, nó có thể trợ giúp các người tế luyện ra binh khí. Còn từng nhìn thấy thánh thủ chiến đấu ở Vatican, như vậy cũng chỉ là nhỏ và thôi. Hành đang màu bạc rụng xuống cũng đủ để đổ chết trừ vương. Tất nhiên trên thế giới rộng lớn này sẽ có cây lạ thần bí và cường đại hơn nữa. Chuyện này làm cho sở phong và đại Hắc ngưu nhíu mày. Rồi sau đó sở phong lại nghĩ tới hạt giống kia trong ngực của mình. Hiện giờ đây là bộ dạng đại đạo bảo mình rồi. Cuối cùng, hắn và đại Hắc ngưu đều tin. Hoàng ngưu không cần phải lừa gạt bọn họ. Bảy loại quyền pháp thần bí đều được sinh ra từ một cây thần. Đó là sự thiên hệ giữa chúng. Mỗi lần dung hợp một loại quyền pháp, vì năng sẽ tăng vọt. Đừng nói thêm cái gì nữa, mong mở truyền thừa ra đi, ta muốn luyện phục hải giao ma quyền. Đại Hắc Cưu nghe rằng nói, được thôi. Hoàng Cưu dáng vẻ trang nghiêm, cầm tiểu mơ màu bạc dài bằng chiếc đuôi trong tay, đâm thủng ngón tay của nó, nhỏ máu vào khối ngọc, rồi sau đó vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, đôi tay nắm chặt ngọc thạch, có thể nhìn thấy ngọc thạch đang sáng lên móc bị hấp thu vào trong hoàn toàn đi vào trong thân thể của giao long trong nháy mắt tiếng rồng gâm vang lên trong bài thất luyện công ánh hào quang nở rộ lộng lẫy và bắt mắt Hư ảnh của giao long với ngọc kia trở nên chân thật trong nháy mắt dung thì sống dậy vậy tiếp theo thì hoàng ngưu nhắm mắt lại yên lặng cảm ứng nó đang tiếp thù tinh thần lạc ấn của truyền thừa trong quá trình này quân ngọc thạch sáng lên ở trong một con dao lòng như đang quay cuồng trong mây mù hơn nữa còn có biến thành hình người biểu diễn các loại quyền ấn dầm và cho đến cuối cùng giống như một tiếng sấm nổ vang mà ngông nhảy vèo một cái lên rồi sau đó bắt đầu thi triển quyền ấn giống như là một con sao long đang kéo căng cơ thể quân ngọc thạch dần dần ảm đạm khôi phục lại nguyên trạng loại quyền pháp này vô cùng kinh người sau khi luyện phía sau hoàng cầu hiện lên hư ảnh của giao long kèm theo tiếng rồng ngâm đây là dấu hiệu luyện công thành công bất luận là sở phong hay là đại hắc ngưu đều không thể không kinh ngạc cảm thán hoàng cầu rất có thiền phú cho dù đây là lần đầu tiên tiếp xúc loại quyền pháp này nó đều luyện thành công ngay lập tức đừng chỉ nhìn ta tu luyện cả người tự tiếp thu lạc ấn truyền thừa trong khối ngọc thạch này đi hoàng ngưu lại nói cũng là nhỏ máu sao đại hắc ngưu hỏi Đúng như thế. Bảy loại quyền pháp có liên hệ chặt chẽ với nhau. Phạm là luyện thành một loại, liền có thể lấy máu, mở ra truyền thừa trong ngọc thạch. Hoàng Ngưu gật đầu nói. Đại Hạc Ngưu không thể chờ thêm nữa. Nó bắt đầu lấy máu ra, rồi sau đó hai tay cầm ngọc thạch, cẩn thận mà cảm ứng. Cảnh tượng vừa rồi hiện lên một lần nữa, tiếng rồng ngầm điếc tai, hào quang rực rỡ. Sau một lúc lâu, Đại Hạc Ngầu đứng lên, mặt đầy vui vẻ phùi sướng bắt đầu diễn luyện trong nháy mắt cuồng phong gào thét từng trận tiếng sấm tàn ra Phẳng phất như rào lòng đang vốn từ trên trời bay tới sở phong tiếp nhận ngọc thạch làm theo phương pháp tiếp nhận lạc ấn trong nháy mắt hắn nhìn thấy một con dao lòng sau khi chạm đến máu tươi tỉnh lại từ giấc ngủ đông nó đang ở nơi đó bay bố phát ra hơi thở khủng bố đó là hình thật tiếp theo có một bóng người hiện lên ở phía trước của rào long bắt đầu vung quyền biểu diễn quyền pháp này. Mong người biểu diễn quyền pháp còn giao long hóa thành hình thật, luyện đến hậu kỳ, giống như là ngưu ma quyền. Phía sau người thi pháp hiện ra hình thật của một con thú cổ cao lớn và đạp tàn nhật nguyệt tinh hà. Hiện tại giao long bành bố xuyên qua sao trời, cảnh tượng thực đáng sợ. Rất lâu sau đó, sự phong nhìn chăm chăm hình ảnh giao long, quan sát hết thảy biến hóa, vì nhớ quyền pháp mà người kia diễn luyện hào quang của khối ngọc thạch dần dần yếu đi Sợ phong đứng lên hắn cũng bắt đầu giãn gần giãn cốt luyện loại quyền ý này hắn như một con dao long bay trên không trung mang theo tiếng sấm sét kèm theo hình ảnh của dao long thậm chí ở phía sau lưng hiện lên hình ảnh sao trời bị nghiền nát hình ảnh dao long ảm đạm đi xa hắn cũng vừa luyện điền thành sấp xỉ với hoàng ngưu điều này làm cho đôi mắt của đại hắc ngưu nhìn chăm chăm nó là đại yêu cốt ngộ tính cực cao trong chư vương ở núi Côn Lôn. Thậm chí ngay cả lão Lạt Ma cũng phải khen gợi nó, nó trong đó có tuổi căn. Nhưng hiện giờ, đại hang ngưu phát hiện, nó vẫn còn kém hơn Hoàng Ngưu và Sở phòng một chút. Hai mươi mới là yêu quái, nhanh như vậy đã thành công rồi à? Toàn nhiên bồn vương như là người phàm vậy đó. Đại hạc ngưu vẫn uất, lại bắt đầu diễn luyện một lần nữa. Sau một ngày một đêm, khi sở phong và hoàng gâu diễn luyện quyền pháp phía sau đều có một con rào lòng quay quanh mang theo hơi thở xuyên qua hồng hoang khi thế thật khủng bố hai người đều cảm giác được thực lực tăng vọt luyện qua ngưu ma quyền luyện thêm ra ma quyền quả nhiên có thể tăng lên chiến lực của bản thân sở phong tán thưởng nói hơn nữa bởi vì luyện qua ngưu ma quyền rồi khi luyện thêm ra ma quyền thường dễ dàng có thể luyện thành hoàng ngưu nhíu mảnh nói cả người có cảm thấy khi luyện đến phía sau cảm thấy không trọn vẹn không? Về mặt của đại hắc ngưu ngây ngốc, sở phong thì gật đầu, hắn cũng có cảm giác như vậy. Tổng lại cảm thấy sa ma quyền này thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ còn có ngọc thạch thứ hai nữa, lão giả kia vẫn còn giấu giếm chúng ta. Sở phong nói, bởi vì lúc cuối tể hoành lâm gần như khẳng định với hắn có thể tìm được khối ngọc thạch thứ hai. Nhưng hiện tại, khi đi lấy, viện nghiên cứu tiền thần chắc chắn sẽ biết hắn đã hiểu thấu khối ngọc thạch này. Nói không chừng liền sẽ làm ra chuyện xấu gì đó. Ta đi tìm hiểu một chút về chuyện viện nghiên cứu tiên thần từ đâu có được khối ngọc thạch này. Sở phong lại nói. Hắn nâng dậy đi ra luyện công thất. Hắn cũng thấy nhất định viện nghiên cứu tiền thần đang nghiên cứu thần thoại trong sách cổ này nhiều năm. Cuối cùng thật sự không tìm hiểu được cái gì nên mới đưa cho hắn. Có lẽ những năm trước đây, bọn hắn đã hỏi người khác, không có chuyện họ để mặc cho loại đồ cổ thần dị này phụ bụi chân, chắc chắn là có thể tung lời đồn ra ngoài. Sở phong đi đến lầm lạc y. Cô ấy đến từ sinh vật thiên thần, tin tức cũng rất là linh thông. Có lẽ có thể hỗ trợ nghe ngóng được một ít tin tức. Sau đó không lâu, hắn gọi điện thoại cho lầm đặc y, sau đó quen thuộc chuyển đến. đặc y, tôi muốn nhờ cậu một việc. Lâm Đặc Y lặng lặng lắng nghe. Nên khi hắn nói xong mới nói với hắn. Thực sự cô biết về chuyện này, bởi vì sinh vật thiên thần cũng có một khối ngọc thạch y như vậy. À, thật là vậy sao? Lâm Đặc Y kể rằng, nằm đó viện nghiên cứu thiên thần nghiên cứu một ngôi mộ lớn dưới đáy biển. Lực lượng của họ không đủ, nên đã liên thủ cùng sinh vật thiên thần cùng khai quật. Cuối cùng khai quật được tổng cộng hai khối ngọc thạch, chia đều cho hai bên. Như vậy thật là trùng hợp có thể cho tôi mượn xem một chút được không? ra mặt của sở phong dày như tưởng thành. Để tôi thử một lần xem. Lâm Đặng Y lại nói, tôi sẽ đến gặp cậu. Sở phong đã biết cô đã trở lại thành Giang Ninh, hắn muốn lập tức đi gặp cô. Được rồi, Lâm Đặng Y chỉ nói một chữ như vậy, rồi sau đó kết thúc cuộc trò chuyện. Sở phong và hai con trâu, hắn không thể lập tức lên đường ngay. Nhờ lục công hỗ trợ, chuẩn bị máy bay, hành khách để phù hợp chuẩn bị đi tới Giang Ninh. Đồng thời bọn họ đã thương lượng xong rồi, nếu có thể thuận lợi chiếm được sao ma quyền, sau khi chiến lược của bản thân tăng lên gấp bội, liền tiến quân về núi Long Hổ, thử thách chiếm đạo giáo tổ linh này. Đại Hắc Cưu bắt đầu liên hệ với bạn bè của nó, nó cảm thấy hắn nên tìm thêm viện trợ. Người đầu tiên nó nghĩ đến là hồ Siberia. Nó gọi điện thoại báo cho hồ Siberia đến đây. Sở Phong cũng ở liên hệ với phương Hoàng Phương Bất Tử. Hắn cảm thấy Phản Nhân thực sự có hải tộc cùng đi tiến công đạo giáo tổ đình. Hắn mang theo một vị cao thủ tuyệt thế sẽ nắm chắc hơn một chút. Bọn họ đã chuẩn bị chiến tranh một cách toàn diện, muốn chiếm cứ núi Long Hổ, tổ địa của đạo môn trong truyền thuyết. Sở Phong Lư thì vẫn xuất hiện, bài kỳ xuất trần, tóc ngắn tới cổ, tươi cười ngọt ngào, vẻ trung, giàu sức sống, cô ta cùng Bạch Hổ cùng nhau đi vào Ngọc Hư Cung. Đúng lúc thì thấy nhóm người của Sở Phong. Khi cô biết Sở Phong muốn đi xuống phía Nam, còn lại muốn tấn công núi Long Hổ, cô ta liền nhanh chóng tới đây. Cô ta hỏi nhỏ, có thể cho cô ta và Kaka đi theo không? Đây là em, đâu phải không hả? Có thể chứ, không thành vấn đề rồi. Đã hạc đầu đi tới, theo kính râm bự, cùng tay lên đồng ý luôn. Tư thi vẫn vô cùng vấn chấn. Lúc đầu thì còn cười ngọt ngào, nhưng sau khi nghe thấy câu này, nụ cười cứng đơ lại. Đại Hắc Ngưu vẫn đang là luyên thuyên. Em dâu thật là thanh tú xinh đẹp, còn xinh đẹp trẻ trung hơn so với những nữ yêu tình nữa. Người anh em của ta thật là có phúc đấy. Nói cái gì thế? Lên một tiêu nữ xinh đẹp so với nữ yêu tinh có chút không ổn rồi. Tướng mạo của Lưu Thi vẫn rất là ngọt ngào. Từ bây giờ, phồng bá trợn mắt cũng không có chút lực sát thương nào hết anh Tuấn bạch cầu đứng ở bên cạnh. Thân là ca ca nghe lời này, tức các mặt đen như đánh nổi, trừng mắt với tiền to con tóc vuốt ngược, đeo kính ren này. Đại Hắc Ngưu có chút kinh ngạc, lướt mắt nhìn bạch hổ một cái rồi nói, Người là ai? Đứng gần em dâu của ta như thế làm gì? Đứng xa xa ra một chút đi. Nó có một thái độ hoàn toàn khác đối với Lưu Thị Vận, bộ dáng như là quen thuộc khuyên nhủ. Em dâu à, cách xa tên này ra một chút, vừa nhìn lên thấy chẳng phải là người tốt rồi. Ai không phải là người tốt chứ? Đừng nói anh em, nhà bạch hổ, chính là những người trong ngọc cư cung cũng cạn lời luôn. Nhìn kiểu gì, chồng người cũng là một tên du côn, thế mà không biết xấu hổ nói ra câu này. Bạch hổ cam thức nhìn tức giận đến mức muốn đấm nó. Tên nhãi này thật là thích ăn đòn đấy. Hắn cũng biết là hắc ngưu nhưng đã chưa từng nhìn thấy bộ dáng hóa thành hình người của nó, cho nên không biết tên to con đang đứng trước mặt này là ai. Sở phong chạy nhanh đến giữa bọn họ, tách hai người ra. Nếu không hai người này chắc chắn sẽ đánh nhau đấy. Hắc lão đại, chờ có nói bậy đi. Sở phong giới thiệu bọn họ với nhau. Hóa ra các ngươi là anh em, nhưng vì sao ngươi lại đứng bên cạnh em gái ngươi? Đó hẳn là chỗ của người anh em của ta, không phải người luyến muội đấy chứ. Đại Hắc Ngưu bắt kịp thời đại, ngày nào cũng đọc tin tức và hỏi đáp trên điện thoại di động. Ngay cả luyến muội các kiểu cũng đều biết. Bạch Hổ muốn đấm cho nó một trận, nhưng biết là đánh không lại rồi. Lúc này trong đôi mắt to của hữu thần Lư Thi Vận cũng sắp hiện lên những đốm lửa cháy. Nhưng mà cuối cùng cô ta kìm nén lại, cười nhạt, điềm bị động lòng người, lại nói tiếp. Người chính là ngưu đại ca, nghe đại danh đã lâu, rất nhiều bạn nữ xung quanh ta đều thích người đấy. Đại hát ngưu sau khi nghe được câu này, cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, cười hà hà nói. Cô thật là tinh mắt, buồn vương khá vui. Mấy cô đó nói cái gì? Bách hồ cạn lời xoay đầu đi. Lư thì vận bạch y nhẹ nhàng thanh thoát, còn càng sạch sẽ. Có vẻ đẹp nhẹ nhàng thoát tục. Mánh tóc mượt mà mềm mại, xóa xuống chiếc cổ trắng ngần, tươi cười sáng lạng nói. Các cô ấy nói, cái tên trầu giả kia thích bạch xà tiên tử trẻ trung xinh đẹp, khó khăn lớn đấy. Đây chính là tình yêu cay đắng vượt chủng tộc. Hy vọng các người có thể có một kết cục tốt người có tình sẽ thành đôi. Đại Hắc Ngưu tức trợn cả mắt, nó già ư, nó vẫn đang tuổi tráng niên, nhưng con bạch xà kia đã có đạo hạnh hơn một ngàn năm. Hơn nữa, nó đâu có si tình như khổ luyến chứ, mỗi lần nghe thấy chuyện này, nó đều muốn phát điên lên. Ngưu đại ca, mỗi của người bốc khói kìa. Đức thi vẫn cười tủm tỉm nhắc nhở. Đại Hắc Ngưu rất là tức giận, nó nghĩ tới chú ỷ thiên, chính là tên khốn kiếp kia đi đôn nhảm Kết cho nó trở thành kẻ suy si tình khổ luyến mà nhà nhà đều biết. Em dâu à, người không nói ta suýt quyền mất. Cảm ơn nhắc nhở ta nhé. Ta sẽ đi tìm tình khốn kiếp chú ý thiên kia mà tính sổ. Thật là đáng xấu hổ đi. Anh dành một đời của ta đều bị hắn ta phá hoại rồi. Đại Hắc cưu gào khóc, chạy ra ngoài, chỉ trong chớp mắt. Nó muốn đi thanh toán với tên đạo diễn khốn kiếp kia. Chú ý thiên thực sự là bất hạnh anh ta sẽ trở thành nơi trút giận đấy. Chớ có làm bậy. Sợ phong hô lớn, rồi hắn ta cũng đuổi theo. Sợ đại hắc ngưu nhẫn nhịn lâu như thế sẽ bùng nổ, diệt chu ý thiên mất. Yên tâm đi, ta không làm hại đến tính mạng của chu ý thiên đâu. Đại hắc ngưu vèo vèo vài cái, đã biến mất dạng rồi. Khi sở phong quay trở về, đúng lúc nhìn thấy lưu Thị vận đang trêu đùa, anh bạn nhỏ hoàng ngưu đáng yêu. Nhào nháo khuôn mặt của nó mà nói, gọi tỷ tỷ đi đôi mắt to tròng vèo của hoàng hưu trừng lư thi vận tuy tuổi tác của nó không lớn nhưng luôn luôn ra vẻ là ông cụ non bây giờ bị người ta đùa dẫn như vậy có điểm không xuống đài được đừng tưởng ta không biết người là ai khi ở núi thái hành sơn chính người ở sau lưng đánh lén ta lư thi vận nhéo nháo quần mặt nhỏ của nó không chịu buông tay cô ta nghiến răng nghiến lợi nói lúc trước hoàng hưu đánh lén sau lưng một chân làm cô ngã nhào làm sự việc bị thảm xảy ra. Bây giờ, thấy xin đứng là cô liền bóng gió có bóng mà tâm lý. Lư thì vẫn cười khanh khách, nhìn chăm chăm vào nó mà nói. Kỳ thật ngươi là bé gái phải không? Xinh đẹp như vậy là bé trai thật là đáng tiếc. Hoàng cứ có điểm muốn đấm cổ ta một trận, duỗi tay nhỏ ra, đẩy bàn tay trắng nõn của cô ta ra, trừng mắt nói. Ném người lên giường của sở phong, chuyện này... Cái gì? Bạch cậu vừa nghe liền đóng bức, thì căn bản không biết về chuyện này, cũng chưa từng nghe em gái của y kể qua. Lục trường rốt cuộc xảy ra chuyện đáng sợ gì? Làm thân anh trai, y coi em gái như là bảo bối, sợ cô bị tổn thương. Tức khắc mày kiếm dựng ngược, hai mắt giận trưng lớn. Sau khi thấy sở phong về, lập tức nhào tới. Sở ba vương, người đã làm gì em gái của ta? Chẳng làm gì cả. Sở phong cảm thấy quá oan rồi. Tùy lúc trước chẳng hiểu sao, lại nằm trên người của tiểu bạch hổ. Một mảnh mềm mại ấm áp, nhưng mà lúc đầu hắn hoàn toàn không biết gì. Cà cà, Lư Thi vẫn kêu lên. Vừa rồi, cô con cây tùm tìm, khiến cho đại hạc ngầu tức giận chạy đi, đuổi dẫn với hoàng ngầu. Hiện tại lại có điểm xấu hổ buồn vực không được tự nhiên. Cô ta cảm thấy xui xẻo nhất là lần đi núi Thái Hành đó. Còn nói là không có gì à? Ta nói cho người biết nhé chuyện này ta không để yên đâu. Bạch Hồ thật sự bị tức giận rồi, tóm lấy hai vai của sở phong, chẳng quan tâm đến sinh vật cấp vương. Tâm điểm vào em gái vô cùng mãnh liệt, muốn cùng hắn thanh toán. Chuyện này rất đơn giản thôi, người làm anh vợ của hắn là được mà. Hoàng ngưu ôm hai tay, khuôn mặt nhỏ vênh vênh, nói với vẻ khá là bình tĩnh. Bang một tiếng, Lưu Thị Vận trực tiếp đánh cho nó một bà. Ê da, chuyện gì thế này? Lão nhân lục thông đi tới ngó trái ngó phải. Cà ca, đừng có làm ầm ý nữa. Lưu Thị Vận chạy nhanh tới, cảm thấy thật sự mất mặt. Lúc này, vẻ mặt của Phương Tĩnh biến sắc, bà ấy cũng xuất hiện ở chỗ này, bởi vì nghe được sở phong lại phải đi, nên đến đầy tiễn. Đúng lúc nhìn đến một màn này, thì nên nghe được tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối. Còn đừng có sợ, có ta ở đây, đảm bảo, bắt hắn phụ trách, nếu được không ta đánh cãi chân của hắn, không cho hắn về nhà. Lúc quan trọng, Phương Tĩnh đi tới, nói với vẻ rất khí phách hơn nữa còn nắm chặt tay của Lưu Thi Vân, cẩn thận đánh giá, vô cùng vừa lòng. Sở phong vốn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía bọn họ, cảm thấy thật là đau đầu quá đi. Mẹ hắn tự nhiên tới, hơn nữa dĩ nhiên, đừng cũng thấy được, và chuyện gì thế này cơ chứ? Dì hiểu lầm rồi, chuyện không hề có như thế đâu. Lưu Thi Vân bị những người này nháo, khiến cho gương mặt tuyệt mỹ đỏ bưng. Tuy rằng ngày thương thực là lành lợi, nhưng hiện tại lại chẳng biết phải làm gì chưa bao giờ trải qua chuyện thế này một đứa trẻ rất là ngoan đấy vương tĩnh thở dài bà thấy cô bé này rất hiểu tí lẽ bị ủy khuất cũng không có an vạ còn đứng vào vị trí của sở phòng để suy xét sở trí viễn cũng đi tới đứng bên cạnh nhìn tuy rằng không nói gì thêm nhưng nhìn về phía lưu thị vận cũng tỏ ra rất là hài lòng vương tĩnh càng xem càng thích không chỉ có vẻ ngoài hoàn mỹ tính tình còn tốt như vậy quả thực chính là con giàu lý tưởng trong suy nghĩ của bà. Bà tháo vòng tay cốt lòng trên tay ra, đeo vào cổ tay của Lưu Thi Vận nói, Còn à, nhận lấy đi, thứ này có thể Mỹ dùng dưỡng nhàn đấy. Á, à, trong chớp mắt, bà bị thu hút bởi một chiếc vòng tay lòng rác trong suốt trên tay Lưu Thi Vận, trông rất quen mắt. Đây không phải một trong những thứ sở phong mang về sao? Phần tính thức khắc lỗ ra ý cười, nói với sở phong. Con như tên tiểu tử người cũng có lương tâm, đừng có cố phụ con gái nhà người ta đấy. Trong quá trình này, Sở Phong không thể chen một câu vào trong hết. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ dương mắt nhìn, chuyện hiểu lầm này đi quá xa rồi. Đến đôi trong mắt bạch hổ phun lửa, trừng mắt với Sở Phong, lại nhìn về phía hai cái vòng đeo trên tay em gái y. Y hoàn toàn không biết làm gì rồi, muốn nổi giận nhưng không phát ra được. Lần trước Y từng nhìn thấy tiểu tử này lén lén lút lút thì thầm với em gái Y, còn tặng cho một cái vòng tay giác lòng kia nữa. Hiện tại sau khi tự nhận rằng mình hiểu ẩn tình, Y ngửa đầu nhìn trời không ngừng thở dài. Ê dạ Thở dài cái gì? Đây là chuyện vui mà. Lục thông tát cho Y một phát. Gì à? Mọi người thật sự đang hiểu lầm rồi. Lừ thì vẫn cực lực muốn giải thích. Nhưng Vương tính vô cùng nhiệt tình nói, không việc gì không việc gì, con không cần nói gì đâu, dì hiểu mà. Vậy sao con chính là con gái của ta? Tiểu tử thúi kia làm gì khi dễ con, con cứ nói với ta đấy. Đưa thi vận xoa xoa huyệt thái dương, không biết phải làm gì. Cuối cùng cô bỗng nhiên cười nhạt nói. Dì à, nếu dì đã nói như vậy, bây giờ có thể đánh cho hắn một trận không? Cô nhìn về phía sở phong. Vương Tĩnh không nói hai lời, liền đi qua cảnh cáo sở phong. Hơn nữa còn thật sự muốn đánh hắn. Cô hạ giọng nói, Lần trước xem mắt, anh gặp được một cô gái áo đen kia thì thế nào? Người kia cũng rất có khí chất, anh muốn kết thúc như thế nào? Sở phong cảm thấy quá oan ức, giải thích không có được. Vương tĩnh véo sở phong, xa giận thay cho đời thị vận, nhỏ giọng nói. Tiểu từ này, sao con không giống mẹ và cha con chút nào thế? Sao lại là một đại củ cải hoa tâm? Sớm biết như thế, cha mẹ chẳng dục con xem mắt. Mẹ cảnh cáo con nhé, đừng có làm tổn thương con gái nhà người ta. Mẹ thấy họ đều là những cô gái tốt Phải giải quyết cho viền mãn đấy Lục thông cũng đến đây giáo dục sở phong Ông ta nói rằng tuổi trẻ tùy sức khỏe tốt Nhưng cũng phải khắc chế Đừng có mà cô phụ làm tổn thương ai Hoàng Ngưu thì đứng ở một bên Âm thầm vui mừng Cảm thấy thật là thú vị Bạch Hồ thì đang nghiến răng nghiến đợi Bộ dáng không cam lòng sự cái nhìn của y Tuy các phương diện khác của sở ma vương Không có gì để nói nhưng lại là củ cải hoa tâm. Y từng tận mắt nhìn thấy tên nhãi ranh này đi xem mắt, đi với nữ vườn áo đen. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi. Anh vợ à, anh cũng đừng nghiến răng với tôi, tôi nhận hết. Cuối cùng thì sở phòng nói ra như vậy. Bởi vì hắn nhìn thấy lưu thị vận ở nơi xa cười hành thạch, đứng ngoài cuộc, thực rõ ràng cô ta muốn chờ thời gian này đi qua sẽ giải thích với anh cô ấy. Nhưng hiện tại lại khiến cho sở phong rơi vào tinh thế nước sôi lửa bỏng bởi vì hắn đánh nói, nhận hết. Chuyện tốt, chuyện tốt. Lục thông vỗ đùi cười ha ha, thủ xếp tiệc rượu. Không chỉ để tiễn đám sở phòng xuống phía nam, mà còn để chúc mừng. Cuối cùng tiểu bạch hồ choáng váng, chạy mất luôn. Sở phong bị của trách một trận, thực tự giác không trên tiếng nào, kiềm tốn tiếp thu. Nên tận đốc đại hắc ngu trở về, hắn bê tính được giải vây, không bị rơi trong tình trạng nước sôi lửa bỏng nữa. Chú ý thiền cũng tới, mặt mũi thì bầm dập, bị đánh trong một trận thả tơi hoa lá. Nhưng mà anh ta cũng rất là quái gì, đang cùng kề vai sát cánh với đại hắc ngưu, vừa nói vừa cười. Đi một mạch đi tới, có vẻ cảm tình rất là tốt. Một đám người đều rất là kinh ngạc rồi. Tiểu chu nói muốn đặc biệt quay cho ta một vở kịch vượt thời đại, tên là ngưu ma vương tuyệt thế vô song. Đại hắc ngưu cười ha ha. Cái tên ra mặt dày này, đánh người ta một trâu, còn bắt chu ỉ thiền quay cho nó một vở kịch để cho nó được nổi danh, không ai như thế cả. Đi thôi, xuất phát. Cuối cùng bọn họ đến đường. Kết quả là anh em nhà Bạch Hổ vẫn đi theo, muốn đi núi Long Hổ. Ngoài ra đám Diệp Kinh Du, Thuận Phòng Nhĩ, Hùng Khôn, Hổ Sinh cũng đều khởi hành, nhưng ngồi trên một máy bay khác. Ngày thứ hai vào buổi tối, bọn họ đến thành phố Giang Ninh. Ngoài thành phố Giang Ninh, từng ngọn núi hồng hoàng cao lớn khác hoàn toàn so với trước khi trời đất dị biến trong thành phố vô cùng sầm uất rất nhiều tòa nhà chọc trời ngoài thành phố thì núi cao lên tận tầng mây năm người sở phong cuối cùng đã đến tìm một nơi nghỉ ngơi ở trong thành sau khi mọi người được giảm xếp xong xuôi sở phong điền liên hệ với lâm lạc y cùng lúc đó đại hắc cừu đang một lần nữa thúc giục hồ siberia mau đi về phía đông muốn nó chạy đến đây đến lúc đó cùng nhau tấn công núi long hồ đồng thời thành phố thuận thiên hai nhóm người đã lên đường từ sớm diệp kinh du trần lạc ngôn thiền lý nhãn đỗ hoài cần thuận phòng nhị âu dương thanh là một nhóm rất là thành thơi một nhóm người khác gồm hồ sinh hùng khôn không dám thở mạnh lên trên máy bay bởi vì ngồi cách đó không xa là một cô gái mặc đồ đen giống như là nữ vương những dị loại này cùng bất tử phượng hoàng vương đi tới với nhau đó thật là chuyện hãi hùng đấy đây chính là tuyệt thế cao thủ hiện thời dù vương giả mạnh nhất trong tộc của bọn họ cũng không sánh được. Tuy đường rất là dài, nhưng sở phong không mỏi mệt chút nào. Hắn là cường giả cấp vương, hiện giờ thể chất của hắn tiến hóa tới trình độ không tưởng được. Ban đêm trời sao lấp lánh, hắn đã liên hệ được với Lâm Đặc Y, đối phương lập tức sẽ qua đây. Ban đêm thành phố Giang Đình vẫn không an tĩnh được, nghề hồng lấp lóe, hai bên đường phố rất nhiều cửa hàng vẫn chưa đóng cửa có một số quán bar vẫn sáng choang vô cùng náo nhiệt. Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu đam đường nét thanh thoát đi tới, dừng ở ven đường. Cửa xe mở ra, Lâm Đặng Y đi tới, một váy điền màu lam nhạt, khi chất thuần khiết, thắt eo, tôn lên dáng người cao gầy của cô. Nhiều lúc, khí chất của cô đều là thiên vệ lãnh diễm, giống như là mỹ nhân bằng tuyết, nhưng mà tối nay lại đẹp hơn kiểu đơn giản thuần khiết. Lâm Đặng Y tới gần, cô nhìn sở phong đánh giá kỹ càng do đêm thổi thốc tóc cô bay bay khuôn mặt tinh xảo hiện đền nét cười rất là sáng đẳng. cậu đã thành vương rồi à sở phong chợt kinh ngạc trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì lâm đặng y lại đi đến bước này nhanh hơn so với dự tiểu của hắn ta lâm đặng y gật đầu toàn thân được bao phủ một tầng sáng trong suốt như là một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt ngay cả mái tóc cũng như thế khí chất có một chút không minh Đáng tiếc cô vẫn y như đúc lúc trước, giống như là cây hoa trong băng tuyết. Su mỉm cười vẫn mang theo vẻ thanh lãnh. Mấy ngày nay truyền đến tin tức, cậu xảy ra chuyện không may ở phương Tây. Tôi cảm thấy lo lắng đấy. Cô nói, không thể hiện ra cảm xúc quá rõ ràng. Nhưng sợ phong biết, lúc đó chắc chắn cô ấy rất để ý. Nhưng tính cách của cô ấy như thế, muốn nhiệt tình hơn thì có vẻ khó. Trừ khi hắn ta thật sự là bạn trai của cô ấy, sau đó cải tạo một cách bá đạo nghĩ đến đây hắn bỗng bật cười lâm đặng y nhìn hắn còn cười thầm thúy mỹ lệ như hiểu được hắn đang nghĩ cái gì lại nói đến vẻ lạnh lùng của tôi phải không cậu biết là được rồi có đôi khi tôi nghĩ ai mới có thể chinh phục được ngọn núi băng như cậu khiến cho cậu trở nên nóng hơn sợ phong cười nói hắn cảm thấy nếu lâm đặng y nhiệt tình hơn một chút chắc chắn sẽ là một phòng thái khác Chuyện tới hiện giờ, hắn đã buông tay mối tình đầu này, có quan tâm lẫn nhau, nhưng có có thể thực sự tiếp cận. Có đôi khi sợ phòng nghĩ, rốt cuộc Lâm Đặng Y thích chàng trai như thế nào. Đi thôi, tôi được cậu đi ăn cơm tối. Lâm Đặng Y mở miệng nói, cậu thật là hiểu tôi, biết tôi thích ăn uống. Tôi nói trước nhé, chỗ tôi không có mỹ thực phương cấp đâu. Lâm Đặng Y lái xe rất thành thạo, vô cùng quen thuộc thành phố này bởi vì cô lớn lên ở đây. Sở Phong ngồi ở trên ghế phụ, nhường đầu nhìn cô. Cô đã rất lâu rồi không gặp mặt. Cô vẫn rất xinh đẹp như thế, nhưng khí chất càng xuất trần hơn, thậm chí có cảm giác xa rời với trần thế. Lâm Đăng Y thoải mái và hào phóng nhìn phía trước, tùy ý Sở Phong quan sát cô. Cô có làn da trắng nõn, mang thăm một tầng sáng trong suốt, tóc cũng thế, mềm mại, óng mượt, có cảm giác hơi trong suốt, cô rất là an tĩnh chiếc cổ trắng nõn tinh tế càng được tôn lên nhờ chiếc váy đờn sắc hai chân thon dài nhưng vì ở ghế lái nên bị chảy lấp đi ê cậu nhìn chỗ nào đây? suốt cuồng lâm Đặc y nhắc nhở nhưng vẫn bình tĩnh như trước Đặc y sao tôi lại thấy trên người cậu có một tầng sương mù nhỉ có bí mật không tầm thường phải không sợ phong không hề xấu hổ chút nào tự nhiên nói rằng chuyện khác rồi vẫn luôn như vậy Lâm Đặng Y nói Sở phong gật đầu nói Ừ, cậu vẫn luôn có bí mật Đáng tiếc cậu không muốn chia sẻ với tôi Không phải tôi không muốn nói Có một số việc rất khó nói Lâm Đặng Y không nhìn sang Chuyên chú nhìn tình hình giao thông phía trước Nhẹ nhàng và thanh thạo điều khiển xe Cuối cùng thì Lâm Đặng Y Cho một tiệm ăn tại nhà Yên tĩnh nhưng không thiếu đồ ăn ngon Hơn nữa rất thích hợp để nói chuyện phiếm trong phòng dưới ánh đèn, Lâm Đặng Y yên lặng nhìn Sở Phong, nhìn thẳng vào mắt nhau. Tất nhiên Sở Phong không thua trận, hắn khá là bình tĩnh, thưởng thức vẻ đẹp của cô nàng. Nếu đề cập đến nhan sắc, Lâm Đặng Y đủ khả năng so sánh với Khương Lạc Thân, đều là cấp nữ thần đấy. Sao ra mặt của cậu lại dày như thế nhỉ? Cô nàng gàn miệng cười, khi học ở trường hắn đã vô lại như thế rồi. Vậy còn cậu không thể thẹn thùng một lần được sao? Sở Phong mỉm cười nói, bây giờ như dần có nhìn thấy Lâm Đặng Y đỏ mặt, cô luôn trấn định như vậy, thong dong như vậy, thậm chí có thể nói trước sau bình tĩnh. Lâm Đặng Y có đôi môi đỏ mọng, thoạt nhìn rất là diễm lệ, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Cô cười cười mà nói, có lẽ bị lây từ cậu, da mặt trở nên dày hơn, khó thẹn thùng rồi. Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Lâm Đặng Y hỏi hắn trải qua chuyện gì ở Tây Phương có thể thấy được thời gian đó cô rất lo lắng cho hắn, nhưng mà cô sẽ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc của chính mình. Trò chuyện với nhau một lúc lâu, thức ăn đều đã đưa đến Sở phòng không khách khí cầm đũa lên, mà Lâm Đặng Y chỉ nhìn hắn ăn thôi. Thật sự không ăn chút nào sao? Sở phong hỏi cô. Được, tôi sẽ ăn cùng cậu một chút. Lâm Đặng Y đã ăn cơm tối từ lâu rồi, nhưng cuối cùng vẫn là cầm đũa lên. Sau đó Cô đề cầm tới khối ngọc thạch kia Bây giờ không ở trong sinh vật thiên thần Viện nghiên cứu thiên thần đã mượn nó đi rồi Nó là cần đi nghiên cứu một chút Cái lão già này cũng nhanh tay đấy Sở phong đem tình hình giao dịch Cùng Thầy Hoành Lâm Nói tỉ mỉ với Lâm Đặng Y Cũng lấy ra khối ngọc thạch kia Để cô xem xét tỉ mỉ Đúng vậy Tương tự với khối ngọc thạch trong sinh vật thiên thần Bên trong cũng có một hư ảnh giao long Lâm Đặng Y gật đầu nói chuyện này thì rắc rối rồi đây bao giờ sinh vật thiên thần mới lấy khối ngọc thạch đó về sở phong lại hỏi bọn họ không dám không trả chỉ cần một thời gian thôi hai người đều có thể suy đoán được một số việc viện nghiên cứu thiên thần có kỳ vọng không bình thường đối với sở phong cảm thấy có lẽ hắn có thể biết được bí mật của khối ngọc thạch này hắn sẽ tiếp tục tìm tới họ bọn họ mượn đi khối ngọc thạch của sinh vật thiên thần mục đích rất là rõ ràng Chờ tôi tới cửa, không lo ngại gì sao? Sở phong cân nhắc. Lúc này Lâm Đặng Y rất trịnh trọng. gương mặt hoàn mỹ, bình tĩnh, có chút nghiêm túc. Cật đầu với sở phong nói. Có một số tài phiệt, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài đâu. Sở phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn cảm giác được Lâm Đặc Y đang nhắc hắn, phải cẩn thận một chút. Sau thời đại văn minh, đã phát sinh biến cố thần bí mấy lần rồi. Có lẽ cũng có thể gọi là dị biến Đem kỹ thì giờ là lần thứ năm rồi đấy Cô nhìn sở phong rồi nói Những lần trước quy mô khá nhỏ Thậm chí có thể không thèm để ý đến Lâm Đặng Y nói rất nghiêm túc Hiện giờ các loại biến hóa Mà chúng ta đã gặp Trước đây chưa từng xảy ra Người bình thường có có thể tìm được dấu vết Giờ các này sở phong xuất trần Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ Bỗng nhiên điện thoại của Lâm Đặng Y kêu lên cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ nghe điện thoại. Nặng y à, con đang ở đâu thế? Một dòng phụ nữ ôn hòa truyền ra. Con đang đi ăn cùng một người bạn. Cô nàng đáp. Vậy đừng về vào lúc này, sứ giả La Man kia vẫn còn ở đây, ta đã nói với gã ta, còn đã đi xa rồi. Vâng, con biết rồi. Lâm Nặng Y kết thúc cuộc trò chuyện. Cô quay lại chỗ ngồi, biết sở phong đều nghe được, liền nói. Cô tôi gọi tới đấy, sứ giả la man à sợ phong vùng đồi đũa hắn chẳng lạ gì người này nữa khi bọn họ tây trinh trở về từng nhìn thấy người này trong thùng lũng sương mù ở cành đội tân cương bên ngoài của tên la man này rất là lễ phép nhưng thực chất rất là tự phụ và cao ngạo không ngờ gã ta cũng đến thành phố giang ninh nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn